Chào mừng bạn đã đến với kênh Radio Thầm Kín. Thật vui khi được đồng hành cùng các bạn trong những câu chuyện tình cảm, tình yêu đôi lứa, những câu chuyện tán tỉnh thuở yêu đương mặn nồng, mang tới cho các bạn những cảm xúc bất tận, những luồng sinh khí mới để có một ngày thật nhiều niềm vui. Và hôm nay chúng ta đến với câu chuyện Chuyện tình em hàng xóm, chương 5, vụt ngã trước cửa thiên đường. Nhiều thím có phán là em đổ vỏ này nọ, rồi thì chiêu anh em họ cũ rồi mà cũng tin, ba la la. Thì em xin khẳng định luôn là không có chuyện vỏ viết gì ở đây nhé. Em cũng đã gặp và nói chuyện với thằng kia rồi. Nó cũng xác nhận với em hai đứa là họ hàng, có chuyện tình cảm này nọ, nhưng đấy là thời sinh viên ngốc xít thôi. Chuyện cũng 2-3 năm rồi. Ngoài ra thì em cũng thử test bằng cách giả vờ đòi hỏi em Lan chuyện ấy, nhưng em nó chối kinh khủng lắm. Bảo là chưa làm bao giờ nên rất sợ, chỉ cho em đụng chạm bên ngoài thôi. Đợi khi nào em phá Turing em ý thì em sẽ chụp lại dấu vết cho các bác xem. Trở lại với câu chuyện hôm nọ, sau buổi tối em Lan mò sang nhà em thì quan hệ cũng trở lại gần bình thường. Hàng sáng vẫn gặp nhau ở bãi xe, dắt hộ xe, chọc ghẹo, nghịch tóc, thơm lên má. Tuy vậy, em vẫn có một chút tỏ ra lạnh lùng hơn, cũng có một chút nghi ngờ về vụ thằng cháu họ. Như đã nói ở trên, mọi chuyện đã tương đối rõ ràng và em có một niềm tin sắt đá ở em Lan. Đó là em nó vẫn còn Turing. Sau vụ việc này thì em cũng yêu em nó hơn. Em nó cũng hiểu điều đấy và có vẻ chiều chuộng em hơn. Mọi khi chỉ chọc ghẹo hay động vào người tí là dãi nảy lên. Giờ thì ngoan rồi, nắm tay, ôm eo, thơm lên má. Cái này là sau 3 tuần kể từ khi gặp nhau nhé. Chứ không phải là thời điểm em viết chat này. Bởi lúc em viết chat này thì hai đứa đã thử một vài tư thế quan hệ tình dục rồi. Chỉ thiếu điều là xuất vào trong thôi. Lại trở lại với thời điểm 3 tuần khi đó. Kịch kim là em chỉ được nắm tay, ôm eo, thơm lên má. Một buổi tối cuối tuần, hai đứa rủ nhau lên bờ hồ chơi. Lâu lắm em không lên bờ hồ và trong một thoáng. Em nhẫn nhớ lại lần gần nhất em lên đó, 2 năm trước, hồi em còn là sinh viên năm 3 của Harvard Việt Nam. Có một đứa con gái dưới một khóa thích em vãi cả trường. Lúc điếu nào cũng nhắn tin xong rủ dê đi chơi. Hôm đấy thi xong cũng đang buồn buồn vì kết quả như nhồn. Em kia rủ phát, thế là em đồng ý luôn. Phóng con Asama qua đón người đẹp. Hôm đấy em đã bực rồi, vốn dĩ cũng éo thích em này, dù em nó xinh hơn đứt em Lan. Và hôm đó thì nó cứ nói nhăng, nói quậy gì đó nên em quyết định sẽ chốt cho nó một phát, để từ nay đừng làm phiền nữa. Vào trang tiền mua 2 cây ốc quế, mỗi đứa 1 chiếc, vừa ăn vừa đi quanh bờ hồ. Đi hết 1 vòng lại vào mua 2 cây nữa, lại thêm 1 vòng nữa. Cuối cùng em nó mệt quá phải xin về. Và đó là lần cuối cùng em gặp mặt em nó. Giờ thì nó cặp với thằng con ông chánh văn phòng quận rồi. Tổng thiệt hại hôm đó là 50k. Em đang nghĩ vẩn vơ xem tí mua mấy cái kem và đi mấy vòng hồ thì tự nhiên em Lan nắm tay em rõ chặt, kéo em đến một đám đông. Thì ra là một đám đang chơi đàn hát hò. Vốn máu nghệ sĩ, em nhảy vào giao lưu luôn. Vừa đàn vừa hát tặng luôn em Lan 1 bài. Em ý thích lắm, cứ khen hay mãi, trong khi khán giả xung quanh thì không hào hứng lắm. Em đã nghe thấy mấy thằng mặt nói khe khẽ với nhau, định mệnh hát như cứt. Cuối cùng tâm nguyện của em cũng được thỏa mãn. Em vào mua 2 cây, em vào dạo 1 vòng quanh bờ hồ, có ghé một chút vào chợ đêm, mua cho em nó 1 cái váy để mặc ở nhà, màu trắng và khá mỏng cũng như khá ngắn. Em nó thích như điên như dại luôn. Định mệnh em thỉnh thoảng mới có, chứ éo phải mỗi tháng 1 cái váy đâu nhá. Nguyên cái váy bằng em ăn cả 1 tuần. Dù tiếp tiền vãi cả cục xít ra, nhưng em vẫn quyết định đầu tư. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn. Cũng muộn muộn rồi, em ý bỏ ra ghế đá ngồi nghỉ, lấy váy ra ngắm trước ngắm sau, cười hí hí. Trông ngộ nghĩnh nhí nhảnh như trẻ con vậy, cho dù em nó còn hơn em hẳn 1 tuổi. Rồi bỗng em nó quay lại nhìn em đắm đuối, nhắm mắt và hất mỏ về phía em, vênh cái mặt lên. Ôi định mệnh, em không thể tin vào mắt mình nữa. Em ý như muốn bảo, anh Thịnh đẹp trai, hôn em đi. Vốn thông minh từ bé nên em hiểu ý ngay và cũng chỉ chờ có thế. Em vòng tay qua đầu em nó, kéo gật vào mình. Em cũng không quên check lại xem vừa ăn kem xong thì hơi thở có thơm tho không hay hôi, nhưng thôi kệ mẹ nó, sắp không chịu được nữa rồi. Từ bé tới giờ em chưa hôn môi đứa nào, cho dù cũng yêu đương tuét le ra. Tuy vậy có đi đá phò đôi lần, tưởng như 2 môi chỉ còn cách nhau 1cm và em đã cảm nhận được hơi thở gấp gáp của em ý thì. Alo, alo, đồng bào chú ý, đồng bào chú ý. Chả là cái nhạc chuông điện thoại của em nó đổ, và nó cũng kêu to tổ bố ra, nên em phải tạm ngừng lại để rút điện thoại. Một tay vẫn khoác lên cổ em nan nồn. Là số máy bàn, chắc lại công việc đây. Alo, Thịnh nghe. Anh ạ,
Em là Hờ đây, anh đi chơi về chưa? Em nhớ anh quá. Nói xong cúp con mẹ nó máy. Hờ là đứa mà em tán tạch hôm 14 tháng 9 mà em đã đề cập khi mở đầu câu chuyện này. Trước đó hai đứa khá thân thiết, nhưng sau khi em bị nó từ chối thì hai đứa cắt đứt phần vật luôn. Éo hiểu hôm nay em ý đến tháng hay sao mà tự dưng bày đặt, nhớ mới chả nhung. Định mệnh em Hờ, làm hỏng mất nụ hôn của tao. Tệ hại hơn, em nghe điện thoại trong khi vẫn ôm em Nan, nên em nó đã nghe được câu chuyện. Giận dỗi, vùng vằng bỏ về, tay vẫn ôm khư khư cái váy. Nan ơi, đợi anh đã. Định mệnh, không yêu thì trả váy đây. Định mệnh em Nan, bình thường đi rõ khoan thai lắc la lắc lư cái mông, thế mà hôm nay đi nhanh vai cả lúa, em đuổi mãi mới kịp. Em nó còn định bắt taxi về chứ. Em biết em nó chỉ làm bộ thế thôi, nhưng thôi, chủ động vờ nịnh nọt em nó tí. Cuối cùng em ý cũng đồng ý, cùng em ra bãi gửi xe. Em nắm lấy tay nó, em nó giật mạnh ra, buông cả cái túi đựng váy. Tốt quá, thế là em bỏ váy vào cốp xe. Thầm nghĩ nếu em Nan làm căng quá chia tay thì mang váy qua tặng em Hờ vậy. Về đến nhà, em còn đang loay hoay khóa xe thì em nó đã chạy biến lên tầng trên nhà nó. Em lủi thủi lên phòng, ngó qua cửa sổ, im phăng phắc. Em có gọi điện và nhắn tin giải thích, nhưng éo thấy dép. Mất hai ngày như thế, sang ngày thứ ba, em éo chịu được nữa, đành mò sang nhà nàng. Quen nhau gần tháng, nhưng đó mới là lần đầu tiên em sang phòng nhà Nan. Hai phòng cách nhau chừng 20 mét theo đường chim bay, nhưng nếu muốn sang nhà cô hàng xóm thì em phải đi đường chó chạy, gồm xuống 6 tầng thang bộ, lách qua bãi xe và leo lên tầng 5 nhà em nó. Cả đi cả về sơ sơ cũng leo hơn 20 tầng. Thôi đếch vào, có gì thì nhắn tin, gọi điện thôi, chứ sang tận nhà chơi có mà mệt chết, trừ khi cho ở lại qua đêm. Em nó cũng mới sang nhà em có một lần hôm giải thích vụ thằng cháu họ. Thôi, coi như lần này em đáp lễ vậy, cũng sang để giải thích chuyện em Hờ với lại đưa cho em cái váy. Định mệnh cái váy hôm đấy em mang về cũng tò mò mang ra mặc thử. Đẹp vãi cả lúa các thí mạng, trông gợi tỉnh vãi, tự soi gương xong quay tay phê vãi. Mỗi tội đuổi con trai nên hơi to với lắm lông. Qua nhà em Nan gõ cửa, em Nan ra mở cửa, thấy em có vẻ ngạc nhiên và thích thú lắm. Em thì mệt phờ ra, thở hổn hển, y như vừa quẹt ti xong. Anh qua đưa cho em cái váy. Vậy ạ, em xin. Vừa nói vừa giật lấy cái váy mặt lạnh tanh. Hai hôm nay anh đã bỏ ra ngắm, anh đoán chắc em mặc nó thì đẹp lắm đấy. Hay em thử luôn đi, em nó khẽ cười ngượng ngùng, bảo anh chờ em tí rồi chạy biến mất vào nhà vệ sinh. Để lại em một mình ngồi hồi hộp vãi cả cứt ra quần. 20 phút sau, em nó bước ra, em éo thể nào tin vào mắt và mũi của mình nữa. Em há hốc mồm, em nó trông xinh xắn như một bông hoa. Trong chiếc váy trắng, cô ấy đi lại trong phòng, trông thiết tha dịu dàng như hoa bồ công anh trong gió. Ngoài ra thì cũng phảng phất mùi thơm thơm, hình như là mùi dạ hương thì phải. Thú tính em nổi lên, em ôm chầm lấy cô ấy, bắt đầu em hôn. Em Nan dãy nảy, nhưng em ghì lại. Lan, anh nhớ em lắm. Anh yêu em, bắt đầu cúi xuống hôn tiếp. Thật tuyệt vời là em ý đã không còn chống cự nữa. Em đẩy Nan vào góc tường, hôn vào môi xong hít hà cổ em ý, mạnh bạo y như kiểu hiếp dâm vậy. Cảm xúc thăng hoa và em cảm giác có gì đó không ổn. Và đúng như tiêu đề của chap này, em cảm thấy cái quần xịp của em có gì ướt ướt. Qua kênh radio, nếu các bạn có những câu chuyện muốn chia sẻ hoặc muốn tư vấn về chuyện tình cảm sinh lý, hãy inbox cho chúng tôi. Chúng tôi không hứa sẽ giúp bạn hết buồn, nhưng sẽ giúp các bạn giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Cảm ơn bạn đã theo dõi Radio Thầm Kín. Tạm biệt và hẹn gặp lại!